giờ thì là cũng qua 2 giờ chiều, giờ cũng vừa với lại anh Huy với lại Phong Thơm đi trao quà cho xóm trọ của bé Nho. Dạ. Đây Khương vừa có chuẩn bị mấy cái bịch rau củ quả để cho mấy anh em bên chốt hay là bà con cô bác, mấy anh em cực cũng cực khổ. Anh ơi, cho gửi anh 2 phần rau củ quả. Chiều mang về. 2 bịch. Cảm ơn. Dạ dạ. Thấy mấy anh em cực cực quá. Được nha. À. Quy được luôn nha. Cực cực quá mà không ai cho gì hết trơn tội nghiệp. 2 bịch trứng luôn. Dạ. Rồi về đem về chia cho vợ con rồi, cực quá mà. Gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ rồi. Đen thui thì lùi luôn. Dạ. Quay nhìn đúng ra chứ gì, nhận ra. Tôi vừa có chuẩn bị theo mấy phần rau củ quả để gửi cho mấy bạn ở chốt. Đúng rồi, bạn trực trực lắm mà con cô bác, nắng này nè. À đúng ngoài đường nè, đi kiểm tra xe giấy tờ rồi. Với lại mấy bữa giờ tôi vừa đi trao quà thì mấy anh em đây cũng hỗ trợ, cũng gỡ di chuyển đồ các chốt để tôi vừa chạy xe qua tôi vừa trao quà. Chạy qua đây thả xuống. Cho anh gửi 2 phần rau củ quả, mấy phần rau củ quả cho 3 đứa em á. Chiều mang về nha. 3 bịch đó luôn á. Bỏ chiều mang về. Chiều mang về. Ha. Ờ. Ba bịch. Giờ cho anh đi xuống đây anh trao quà các anh về liền. Này có mấy anh em trực chốt nha. 3 bịch trứng luôn không? Có anh em ở chốt. Mấy bạn trẻ trẻ không cực lắm. Phơi nắng. Rồi. Rồi rồi rồi. Anh đi xíu về. Cảm ơn. Cho mình thôi, mình cũng chia sẻ cho mấy anh em, họ cũng có gia đình, cũng có vợ con, người nít về để họ dùng. Bây giờ thì Phương vừa cùng với anh Huy rồi, Huy với lại chiếc xe huyền thoại của anh với lại Phong Tôm, Phong Tôm ở sao mà không được đó. Rồi đi xuống nhà trọ của bé Nho. Bé Nho mà cách đây khoảng hơn năm Khương vừa có chia sẻ hình ảnh của bé Nho. Bé bị bệnh não rồi, bệnh đủ thứ chứ. Rồi đợt đó Khương vừa cũng có hỗ trợ cho bé tiền rồi. Trong khi Khương vừa chia sẻ lên thì quấn mạnh Phùng Quân cũng có hỗ trợ cho bé một ít, nhưng mà bệnh của bé thì nói chung là cực lắm, tốn tiền lắm, cho nên đến nay thì nó cũng vẫn khó khăn. Rồi hôm nay cũng vừa xuống trao quà, có mang theo sữa cho bé nữa. Đây là đường quốc lộ 1A đi qua xã Phú Tây thì mình đặt thành phố Chí Minh thôi mà con ạ. Chốt thuộc xã Tân Quý Tây.
là bịch cà chua. Có một bịch rau cải cho gửi cho mấy bạn. Báo tăng dừng lại. Cho anh chạy vô đây. Cho anh chạy vô cho quà trong đây cái nha. Để gửi họ đi không? Cho anh gửi rau củ quả cho mấy anh em trước. Dạ. Anh ở An Phú Tây nè, giờ anh trao đưa đây anh ra liền à. Cho mấy xóm chạy nhà trọ. Anh cảm ơn nha. Đứng ngoài đường mà kiểm tra vậy mà con thấy cô bác con vừa đi đây con vừa đội nón rồi mặc áo khoác ở trên mình có tấm mái che nữa mà còn chịu không nữa bởi vậy cho nên là mình thấy mấy anh cũng cực quá mình cũng cố gắng mình ở nhà ha, không có việc gì còn thiếu không mình ở nhà để hạn chế dịch bệnh. Quẹo ở đâu phải không? Quẹo đâu đó nhớ rồi. Hả? Nhớ rồi. Như quẹo vô trong đó đó. Em không nhớ nữa. Đây không không? Hả dưới kia? Bên đây nè. Rồi, rồi trái rồi phải, nhớ không? Chút mồ em đi không nhớ. Để. Xuống đường ở dưới nữa này. Không? Có vật liệu xây dựng gì nữa. Đúng rồi, đây là đúng rồi đó. Đó nó quẹo đó. Đúng rồi. Đây nhà của bé Nho, chắc lâu rồi bà con cô bác không có nhớ bé Nho. Rồi kỳ con vừa tới con nhà trọ của bé Nho con vừa thăm mà thấy tội lắm. Mẹ cha thì đi làm, còn mẹ thì ở nhà làm như y tá vậy. Phải tiêm rồi chăm em. Mấy lần Tết Phương vừa có mua Phương vừa có mua ấy, Phương vừa hỗ trợ chào rồi sao? Đường nào anh có đường nào? Mình gọi nó vô kho. Gọi anh đi. Gọi nó về ấy rồi. Người họ đây nó cũng gần nó, mọi người lấy xe rùa về lại đẩy được không? Chứ giờ đâu biết đường đâu đi. Không có số hả? Đây số nè. Đây em gọi luôn cho. Nè nói chuyện quay. Nói chuyện ăn coi. Đợi đậu ngay trước cửa nhà ta. Ủa, ở nhà bé Nho đâu ta? Ở trong đấy hả? Ở đây luôn nè. Bữa nào coi nè. Đi hả? Thôi rồi mọi người ở trong đi. Mọi người đâu quên quá đâu nhà bé Nho đây mà. Vô đường quên đưa đậu trước cửa nhà luôn. Để anh xuống đầu nha. Ủa mọi người được xả cho đứa trao hả? Em mua cho hả? À em ở trọ đây luôn hả? À à nhà trọ em ở đây hay sao hay là nhà à mẹ em chung đây hả? Vô tới nơi không quên để tên thèm đây nè. 11 phần nha em, có phần gạo với lại sữa chi sao anh? Sữa có mấy ở đây, có mấy phòng? Có mấy ba phòng nít hả? Dạ. Vậy anh gửi ba thùng. Dạ. À. Rồi thôi gửi cho bé Nho hai thùng đi. Gửi cho bé Nho hai thùng đi, còn hai phòng còn lại một phòng một thùng ha. Dạ. Gửi cho bé Nho hai thùng sữa đi. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Còn dạ. Đây mẹ của bé Nho. Còn hai thùng kia em chia hai phòng nha. Dạ, em cảm ơn anh Thương nhiều nha. Hình như cái phần của bé Nho anh cũng ưu tiên cho nhiều hơn hay sao? Thịt cá nhiều hơn sao? Đó, à, đây là mẹ bé Nho. Con bé Nho đâu rồi? Ở trong không dám ẩm nha. Vậy hả? Thôi ở trong đi. Lắm. Khỏe chưa? Dạ, dạ, dạ. Lắm luôn rồi. Đâu ẩm đứng xa coi coi. Hai bé Nho ẩm hai trứng. Vậy hả? Dữ hết nổi luôn á.
Ẩm đứng xa xa anh coi rồi, lâu gặp nó quá à. Xa thôi, ở trong theo phòng trọ thôi, ở trong đó thôi. Biết nó khỏe chưa, năm mấy vừa chưa có gặp. Không chơi ra, không chơi ra. Ai ra vậy, đang chi? Ở trong đi chị. Đừng ra. Cái này là riêng của chị Hạnh đúng không? Cái đó là của ông Hạnh, của bé Nho. Còn này là còn lại 10 phần đều nhau hết nha. Em vô trong đi. Hai đứa vô trong đi. Đi gần có miệng. Đi xíu đi. Để an toàn cho xóm mình. Tại anh đây mấy anh đi tùm lum chứ à. Đi trao quà. Rồi, thêm một bịch chín nữa đây nha. Kìa. Rồi, bữa nay bự rồi. Thôi. Chú gửi phần quà cho con á. Dạ, cảm ơn chú Thương nhiều. Với lại chưa có phải, nó cũng vậy chứ nó đỡ hơn xíu không? Dạ đỡ hơn à. Rồi, với lại chú Thương có tay mang theo ít lì xì cho bé nè. Dạ. Hai phòng kia. À, anh để trong đây nha. Dạ. Anh gửi cho con bé 2 triệu. Dạ, cảm nghiệp. Ơn anh nhiều. Giờ trời hổm vậy hả, không có con rau đó. Bữa anh kêu liên hệ mà gọi em qua không được. Có mà em có số điện thoại anh. Không, anh kêu anh nhắn số kêu mẫu gọi cho em mà gọi không được sao? Có mà. Anh nhớ bé Nho nó nhớ phòng trọ với phòng trọ cũng. Tới đây thấy đào cái rối không biết ở đâu. Trời mà đậu đúng luôn là hay. Ông có tiền mua sữa cái gì mua thứ xong. Sữa tươi uống luôn hả? Trời ơi. Thôi anh gửi 2 triệu ha. Để nó mới biết. Cũng cực lắm. Rồi rồi. Rồi bà con ra nhận đi. Anh đứng xa thôi. Không có gì đâu. Của Mạnh Thường Quân. Này rau củ quả của Mạnh Thường Quân gửi. Rồi mọi người nhận vô đi. Anh đứng xa ra thôi. Đó, chào mọi người nha, chúc mọi người vô sức khỏe nha. Rồi lâu mới gặp cái Nho, Phương vừa đi vô đây. Phương vừa đi cũng 2 lần gì, Phương vừa ta lần đầu tới thăm rồi, Phương vừa lần thứ 2 Phương vừa tới gặp cái Nho, Phương vừa hỗ trợ ít. Rồi, giờ Phương vừa đi nhiều quá, nói chung là cũng không một hoàn cảnh mình cũng không có hỗ trợ hoài được. Và nay bé nó cũng đỡ rồi, thấy cũng mừng. Thôi cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi video của Phương vừa. Hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong một video clip tiếp theo. Chào tạm biệt.